sang tôm kiểu này nè, cái quặng đặt sát ao luôn, ở trong là hai người kéo, ở ngoài một người đứng thúc vô, bãi kế rồi đó, rất khỏe, không tốn người nữa, ở trong hai người kéo, chuyền ra một người cân, đổ vô cái quặng luôn, 8 kg. Đi 70 mét. Chín ký gửi. Sáu ký. Hai người ở trong kéo lưới, chuyền tôm ra một người cân bưng đổ. 7 kg. Sang tôm 70 mét. Đây, bằng cái quặng. Đó, chạy dài xuống ao đất. Đây là cái kiểu sang tôm. Kiểu sang tôm lớn. Khu này khu sau nhà đen. Chở xuống khu Bình Bạc để mai sang.